Hoàng Anh Gia Lai có thể không được tham dự AFC Champions League do chưa đáp ứng được tiêu chí của Liên đoàn bóng đá châu Á. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên V. League 2021 phải hủy dù đã thi đấu đến vòng 12. Đây là điều đáng tiếc cho Hoàng Anh Gia Lai khi đội bóng này đang bay cao trên ngôi đầu bảng xếp hạng, được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch mùa giải năm nay. Năm league dừng không tiếp tục tổ chức giải và không công nhận đội vô địch hay xuống hạng. Tại đấu trường châu lục Hoàng Anh Gia Lai được cân nhắc đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League. Tuy nhiên, cơ hội để Hoàng Anh Gia Lai góp mặt ở sân chơi lớn nhất châu lục cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những quy định chặt chẽ của AFC. Cụ thể, đội bóng phố núi chưa đủ chuẩn dự AFC Champions League 2022. Theo tiêu chuẩn của AFC, một câu lạc bộ dự giải đấu hàng đầu châu Á phải thi đấu tối thiểu 27 trận mỗi mùa. Quy định này có từ năm 2017 và được duy trì cho đến nay. Nếu xét theo tiêu chí này thì các đội bóng của Việt Nam đều chưa thể hoàn thành vì chỉ mới chơi khoảng 12 trận đến 13 trận. Khi câu lạc bộ không thể đảm bảo điều này, VFF đã đề xuất với AFC về các đội bóng có khả năng tham dự dựa trên các bộ tiêu chí cấp phép của AFC như điều kiện tài chính, cơ sở vật chất, đào tạo trẻ và cùng với đó là thành tích đã thi đấu ở mùa giải trước đó. Nếu AFC không đồng ý, các câu lạc bộ tại Việt Nam trong đó bao gồm cả Hoàng Anh Gia Lai có nguy cơ trắng tên tại các giải châu Á mùa 2022. Một trường hợp đã xảy ra ở Iraq tại AFC Champions League 2021. Do đại dịch COVID-19 tại quốc gia này nên giải vô địch quốc gia và cúp quốc, quốc gia Iraq bị hủy. Sau cùng, các suất tham dự sau đó được xác định thông qua kết quả của các giải quốc nội tại Iraq mùa trước đó. Ở mùa giải 2020, Việt Tên cũng không thể hoàn thành việc thi đấu 27 trận mỗi mùa do thể thức V-League thay đổi. Theo đó, họ đá 20 trận V-League và 4 trận cúp quốc gia 2021. Dẫu vậy, đội bóng này vẫn được dự AFC Champions League 2021 theo đề xuất của VFF. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một súp rau và nhớ chia sẻ giúp mình nhé. Xin cảm ơn.